con là Maria Nguyễn Thanh Linh ạ. Sơ hay không sơ? Dạ, con chuẩn bị lên đại học ạ. Sơ sơ. Đó rồi, con là chọn nào? Dạ, con ở bên Philippines, và nữ tử nhà thành Hồng Tâm, Chúa Giêsu. Từ Philippines về đây ạ? Dạ, thưa cha, con được về nghỉ hè một tháng. À, chúng ta rồi, chào hoa tay, con rồi. À, cảm ơn con. Lạ lùng quá, có một người chị em dòng từ bên Philippines mà về Việt Nam đến giáo điểm vui mừng để chia sẻ với chúng ta món quà đặc biệt, mời con chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, cộng đoàn, con cảm thấy rất là vui vì con có cơ hội để đến đây một lần nữa. Tại vì thực ra con không có ý định đến đây đâu ạ, nhưng mà mới chỉ có hôm qua thì con quyết định đi đến đây. Tại vì ở dưới sân con có hai cái mụn ấy, và con muốn lên đây để tiện thể đi khám bệnh luôn. Nhưng mà ban nay con cảm thấy có một luồng gì đó từ cha, khi cha chạm vào qua con, con thấy con cảm thấy bụng ra sợ hãi, con nóng ran lên. Nhờ khi con sợ mà con cảm thấy đỡ đau hơn. Và con cũng cảm tạ Chúa thì con nhớ mãi con năm con học lớp 10 thì năm đấy mẹ con đi tai nạn giao thông và xảy ra trước cửa đây con lúc đấy con bước ra luôn như con trái tim con lại bảo con bước ra khỏi nhà thì con biết là đấy là người thân của con và khi con ra con thấy mẹ con chảy máu rất là nhiều ở đầu và lúc đấy con không biết làm gì cả thì con vô trong nhà con cầu nguyện thì trong nhà con có một tượng mẹ bị vỡ nhỏ thì con chỉ có nhìn thấy mẹ mà con cầu nguyện con nói rằng nếu như mẹ con hỏi thì con sẽ làm theo ý của mẹ bất kỳ cứ điều gì mẹ muốn và mãi cho đến tận năm con học cao đẳng ở trên Đà Lạt thì năm đấy có một vào một thiên nhiên về và thực ra từ trước đến giờ con không muốn đi tu, con không muốn trở thành nữ tu, con chỉ muốn kiếm tiền hoặc làm giàu thôi. Biết giàu không? Dạ có chứ ạ. Sau đó thì khi con bắt học trên cao đẳng thì có các cha và các sơ về giới thiệu thì lần đầu tiên con bước chân vào phòng và con ở bên Philippines gần 3 năm thì năm thứ hai thì con phát hiện con khi con ngồi con đi tâm lại thì con thấy rằng là Đức Mẹ nên luôn giữ lời hứa và thực sự rất là điều kỳ diệu vì khi mà con cầu nguyện Đức Mẹ như vậy thì mẹ con đã khỏi và mẹ con trở về an toàn và Đức Mẹ vẫn luôn gìn giữ con và luôn và khi mà cái lời con nói thì Đức Mẹ luôn giữ lời hứa. Thực sự ra khi con ở bên Philippines thì cũng gặp nhiều khó khăn về khí hậu và thời tiết nhưng mà có nhiều lúc con cũng muốn từ bỏ nhưng mà con vẫn tiếp tục, con biết là Đức Mẹ luôn giữ lời hứa và thực sự cái tròn con thì khoảng 5 năm được về một lần và lần sau được về nhưng mà khi thực sự con muốn phải không thương thương và con vẫn đồng nguyện con biết thư, con biết thư cho thằng chiếc xe nhưng mà con luôn trong trái tim con biết bảo là Chúa làm được tất cả và khi mẹ về trên tới thăm gia đình con thì khi mẹ quay lại thì mẹ nói rằng là ba chị em chúng con được về với thăm đất nước và lần này con về đây con về hiện diện con đang ở đây con cảm thấy đó là một phép màu của Chúa. Sẽ làm sao mà chị biết đến tôi biết đến giáo điểm tin mừng và hôm nay chị quyết định đến đây thì hôm nay chị trong số những người xếp hàng lên xin cầu nguyện thì tôi thấy hơi đặc biệt giống như một master thì lúc mà tôi đặt tay lên chị ấy, thì chị nói cho đặt tay lên vài con thì tôi thấy là chị đặt và tôi cảm giác là có vấn đề gì trên vai chị ấy, thì tôi đặt tay buổi cầu nguyện và Chúa chia sẻ cho chị như thế nào ngay tức thì chị tôi cũng không có biết chỉ có Chúa biết và chị biết làm sao có biết để các việc tin mừng và hôm nay tôi đến đây và thực ra tôi thời gian con ở bên Philippines thì bố mẹ con vẫn luôn liên lạc với con và mẹ con có nói chuyện rằng là bố con có đến đây và cũng xin được một chiếc đài và bố con luôn nghe kể cả khi đi làm nữa và con cảm thấy vui vì bố con cũng thay đổi rất là nhiều và khi con về nhà trong thời gian con nghỉ hè thì
bố mẹ con cũng hay bật lên cho con nghe. Và con cảm thấy vui thì mỗi lần con nghe thì thực ra khi con ở bên Philippines thì con rất nhớ những bài giảng của các cha trong Việt Nam, và thường thì bên kia họ thường tổ chức lễ Hồng Thánh Anh hết. Thì một lúc con ở trước con được muốn nghe lại bạn tham dự lễ Hồng Thánh Việt Nam, cho nên là con hy vọng là nếu mà con có một cái con có thêm một chiếc bài nữa thì con kêu con sẽ nghe. Chị nói thì tôi cũng rất là cảm thông, vì chính tôi là người đã ở bên Philippines, tôi học cũng 7 năm ở bên đó, và lúc đó thì tôi cũng hứa với Chúa là khi nào con học xong rồi tôi mới về. Lúc đó thì bố tôi bị bệnh nặng lắm, bị bệnh tiểu đường, rồi nó lại gần chết. Thì gia đình tôi nói rằng là nếu mà bố tôi có chết thì cứ để cho bố tôi chết, rồi cứ để cho tôi học xong rồi thánh báo. Nhưng mà Chúa cũng thương và để cho bố tôi sống đến khi tôi về, vẫn còn sống mãi cho đến khi mà bố tôi chết. Vì nó khám phá là không bị bệnh tiểu đường, bác sĩ giả nó khám sao là tôi có tiểu đường đâu, và cũng cứ để kiêng ăn, cuối cùng nó bị gầy còm đi thôi. Và hôm nay chị đến đây thì rất là vui mừng tặng cho chị Thomaser chiếc đàn này. Và chị hãy biết rằng là trong trang web Muối Cho Đời Chứng Info thì chúng tôi có thánh lễ ngày Chủ Nhật trên đó, để cho những người ở nước ngoài có khi đi lễ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý gì đó không hiểu thì họ có thể hiệp thông cho thánh lễ bằng tiếng Việt trên trang web Muối Cho Đời Chứng Info. Với bài giảng, với những chia sẻ này, chị về chị chia sẻ lại với người khác, và hy vọng rằng những anh chị em Việt Nam ở các nơi trên thế giới để hiệp thông với chúng ta cho những thánh lễ tại giáo hội Tin Mừng trên Muối Cho Đời Chứng Info. Con xin cha lời cầu nguyện cho gia đình con, các thành viên trong gia đình con. Thưa chị em, chúng tôi thấy có nhiều cánh tay giơ lên và hàng vạn cánh tay cũng sẽ giơ lên, nhưng mà rất tiếc thì giờ không có cho phép để chúng ta tiếp tục nghe những chứng nhân, và giờ khác, lúc khác, ngày khác chúng sẽ tiếp tục để các anh chị đến với chúng tôi để các anh chị lên đây chia sẻ bằng chứng tỏ sự xuất của Chúa. Các chị biết giáo điều tin mừng này rồi thì chúng ta cũng sẽ lên ngày khác còn nhiều dịp để lên làm chứng chia sẻ cho mọi người. Và ra về hãy nhớ lời của Chúa nói với cây thằng thanh niên hỏi rằng luật nào ai là người anh em của tôi. Chúa nói người có lòng thương xót người khác, người biết xót thương người khác, người là anh em của người khác là người biết xót thương người khác, người là anh em của người khác là người biết xót thương người khác. Hãy về và làm như vậy, hãy ra đi từ giáo điểm tin mừng này, hãy về đi và làm như vậy, là thực hành lòng thương xót, là xót thương anh em của mình, là nhận ra anh em của mình nơi những người đau khổ, nơi những người nghèo kém, nơi những người bệnh tật, nơi những người yếu đuối, giống như là cái tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam, ngài có lòng xót thương đến giáo điểm tin mừng này, ngài đã ghé thăm một lần vào ngày 5 tháng 6 và ngày Chủ Nhật 10 tháng 7 đây, ngài lại ghé thăm lần thứ hai với món quà là 150 học bổng cho những em học sinh nghèo bất luận tôn giáo nào. Đó là cách ngài thực hành lòng thương xót, đó là ngài nghe lời của Chúa đi và làm như vậy. Thay vì lễ bổn mạng của ngài giáo điểm tin mừng lên mừng ngài, đây ngược lại là bổn mạng của ngài, thì ngài đến đây và ngài mừng chúng ta bằng những món quà của lòng thương xót. Đấy là cách mà thực hành lòng thương xót. Anh chị em mình ra về, ra đi mạnh dạn làm như vậy, thực hành lòng thương xót, hãy đi và làm như vậy. Muốn đi thì phải đứng lên, muốn đi mà ngồi xong rồi đi, đứng lên và lập lại.